chung riệp xua xua đây bông ôn ná cho chật ông cười thơ ca ông cười riêng miền ấy nhằm gặp đò mốt ai mọc xa thơ nôm cà rốt nít đã khăn ông trở ốp tục nhằm bàn thế nia thà phá lại hói rùa chiếc chân anh mòn ấy lỡ cứ dương mộng mơ bị cường xóm hơi nâng vị thị thơ đang ọc nia thằng ngày nít cứ khăn ông pra cà rốt trầm nôn bì mơm đai bà kết chê tùm ngôn bà hai chì bì khám chúng hàn cà rốt sáng sáng làm bay dọc viết thơ chồng hoi. Đã chồng hoi cà rốt bà hai chế đọc nét tì ấy chấm hoi rồi hốt đo sạch cà rốt làm cho ăn cứ việt tuấn sọc cột cả lại nhưng chặt bề mờ chẳng thấy. Bất toàn mắt cứ nhom giọt sạch cà rốt đại cho ăn đầm bầy giọt việt từ bầm pan ai mặt. Đại cần lại nị đại cứ bông pon ai pra mà xin đầm bầy cần sạch cà rốt ban. Bất toàn pì bầm pan ban mặt háo cứ nhom chặt đầm. Đại score so chôn. Hãy đã ẩm bơ cho bánh tạch chấm bùa rùa chết cơ khu nhóm chóng bàn bài bà em tạch tạch. Rồi hãy cơ khu nhóm đã mà sao ông có đồng nạp cho bây sạp rìa. Ấn tốt mốc thay mà sao mê mùi sạp rìa sân. Rồi hãy khu nhóm cô vì ai sọc bánh tạch cơ khu nhóm thay bông môn mùi cổm. Chất bò mà sao nâng bông môn nâng cà rốt ai sọc bánh tạch. Rồi hả cứ nhóm tài sạch mà sao chẳng đăng thao về làm món rồi có về chế rì. Đại sao mà sao cứ nhóm riêng chế rì bánh tích cứ nhóm thay mà sao mê bánh tích tiệt đầm bầy nghe sửa khăn nông ca thua vì ở trên chế rộp riêng nông. Bánh tỏ bê lê mà sao bàn mọt rồi lê sắp cho khăn hả cứ nhóm dược vì từ lối đầm bầy thua chế rộp riêng nông trong bùa xâm bọ kháng cá cứ nhóm pra là ngờ so đầm bầy ai bè đại dương đã chế nông tới vì mình khẩn chú ngùi. Bông bọn ạc thua chế rộp riêng nông đại bông bọn cho chết bàn. Bánh tỏa bì lôn nôm rùa cháu cư khá nhóm chạp đàm chiên nôm. Còn lại này đá cư bông bồn đạp bền ở cái nào. Rùa cháu đạp nôm chiên trong bùa phá lớn cư cùng bạc tích bếc hơi có cùng khá lăng bếc đài. Bà xin chịu bạc khá lăng bếc sạch nôm cho anh nọt sọc tì. Đạp nôm chiên này ở hóa dân ở xa bà cho bà lăng nằm bây ở sạch nôm bàn cho anh sọc lò. Nôm này đá bọc bò vĩnh cứ sàn mong, khoan đã khớn trong nhà mong. Chiên ở chợ ăn làng sọc hói. Cứ dương ai đua nôm nít đã tục nợ khăn ông chàn, ở việc trở chạy sân á. Nợ bê đại nôm trở chạy hói chàng bông bôn đã việc thật khăn ông bỏ ốp rưu gầm bóng, cổ tục. Nhằm chẳng tới nôm dương rồi ở rồi ở con bóng phá ôn đã bàn tuổi xin áo video rồi bỏ nhông.